mà tôi rất nể mấy cái ông. Thực ra thì tôi không ghét các bạn đâu, thật tôi không ghét những cái người mà cứ vào hỏi những câu rất thừa đâu. Thì trong những cái trường hợp mà các bạn hỏi những câu quá thừa thì tôi xin phép và tôi không trả lời thôi. Chứ đến mẹ nhìn thấy nó dịch sang là thủy thần này, thủy thần rồi mẹ chơi thì toàn là tò teo với cả cuni với cả mẹ tên anh 1997. Toàn mấy ông Việt Nam chơi với nhau mà cứ hỏi là đây là server Việt à, khổ quá. Đây không phải server Việt mà đây là server Lào nha các bạn nhé, đây là server của bên Lào. Còn các ông cứ hỏi cái link TF Tactics thì thề tôi cay vãi lìn, tôi ghim to đùng vào cái phần bình luận. Ghim vãi cả lìn ra đây rồi mà vẫn hỏi anh ơi share cho em cái TF Tactics. What the fuck TF Tactics? Tôi đã ghim bình luận to đùng kia rồi, vẫn anh ơi share cho em. Trời ạ, à, tôi ạ à, các bạn đấy. Dừng lại một chút xíu, nhìn ngó xung quanh là các bạn phát hiện ra bao nhiêu vấn đề thú vị rồi. Vâng, cảm ơn bạn Kiếm Phong Kim đã theo dõi tôi ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Anh An có mở lớp kỹ năng mềm không ạ? Dạ, thưa bạn là kỹ năng mềm là kỹ năng gì ạ? Mềm. Tôi đang chưa hiểu lắm kỹ năng mềm là kỹ năng gì. Chứ còn tôi là cũng là một người rất là nhiều kỹ năng nhưng mà tôi chưa hiểu là mềm mỏng là cái gì cả. Ý bạn nói là kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng gì gì thì bạn phải chia sẻ rõ chứ bây giờ bạn nói mông lung quá, thú thật là bạn nói mông lung quá. Tôi cũng chưa hiểu là như thế nào. Chơi đội hình AP á, ok, được, được. Nhưng mà đồ này không phải đồ AP nha. Đồ này đang tạm thời là một cái đồ nó rất là không phải AP. Nhưng mà để xem có ra thêm đồ không. Chứ vừa sáng ra server Việt Nam mở cửa rồi đã súc miệng 3 bàn thắng thông rồi, triple kill rồi. 3 bàn thắng thông rồi. Cái này làm được custom bạn ơi, làm được. Anh ơi làm như thế nào để vợ ghét ạ? Thì bạn hỏi câu này. Làm thế nào để được vợ ghét? Hỏi khó quá, tôi không biết trả lời sao bây giờ. Làm thế nào nhờ? Dễ thôi mà, anh em cứ ăn trộm tiền của vợ như cái thằng Cường Kên ấy, cái thằng Mốt Cường của tôi ấy. Cứ ăn trộm tiền của vợ đi. Đấy, hôm nay hôm qua Cường Kên chia sẻ kìa, không biết là có chém ông hay là hao ai. Em ăn trộm 20 củ đi nạp vào Liên Minh Huyền Thoại. Ui, các bạn cứ làm thì vợ nó ghét như chó luôn. Dạ, thưa bạn Chu Đức Tiến, là cái build dễ nhất mà bạn nói ấy, là cái build mà tôi thắng ván thứ hai với thắng ván thứ ba ấy, là cái build của cái bộ Noble ấy, cái bộ này này, cái bộ này này, đây này, quý tộc cái này, tôi build rồi, tôi đánh rồi, tôi thắng liên tiếp hai ván nhờ cái bộ quý tộc cái rồi đây này, thì bạn có thể tham khảo. Làm thế nào để chơi hay á thì thú thực với các bạn nhá, tôi là tôi hay gáy thế thôi. Nhưng mà thú thực là tôi chỉ là người tiếp cận cái game này trước các bạn thế thôi. Và cái logic của tôi về cái game này thì nó cũng giống với nhiều người. Đại loại là bạn phải logic đúng, cái trò này làm gì thì làm bạn phải logic đúng thì cái ván đấu nó sẽ có lợi cho bạn. Chứ còn bạn hỏi tôi làm như thế nào thì tôi cũng không thể trả lời một cách cụ thể là làm như thế nào cả. Dùng tiền đúng lúc, up đồ và vứt vào đúng cái con cờ. Đồ không có đồ nào là yếu cả, chỉ là bạn dùng đồ nào cho con nào mà thôi. Trong trò này không có đồ nào là yếu hết, không một đồ nào là yếu hết. Ồ,
anh em Capanho, thưa bạn là tôi không thể nói được tiếng Latin. Sorry người anh em, tôi không thể nói được tiếng Latin. Cảm ơn comeback đã tặng sao nha, thank you. Chơi PBE quen tiếng Anh rồi thì giờ có tiếng Việt thì nó lạ quá anh ơi. Bạn là người Việt mà bạn nhìn tiếng Việt lạ thì tôi cũng đến triệu, tôi cũng biết phải nói rồi. Làm quen đi bạn ơi. Tôi biết là nhiều người là nhìn tiếng Anh dễ nhìn hơn thật, tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng mà thôi, làm quen dần đi anh em. Mới chơi thì bạn cứ phệt cái quý tộc. Mới chơi thì bạn cứ phệt cho tôi quý tộc, cứ quý tộc mà phệt. Không có phải làm gì cầu kỳ hoa mỹ cả. Cứ quý tộc mà phệt cho tôi, không có phải làm cái gì nhiều hết ạ. Em thông hai ván rồi. Ok Phạm Ngọc ơi, chúng ta cùng thi xem là thằng nào thắng thông nhiều ván nhiều hơn nha. Tôi được thắng thông 3 ván rồi, 3 ván top 1 rồi. Ôi Đạt Nguyễn ơi, bao giờ thông báo kết quả Sa cô? Tôi thông báo cách đây hơn một ngày rồi bạn ơi, người anh em của tôi ơi. Khiếp khiếp. Bạn chả quan tâm mẹ gì đến tôi cả, tôi cũng buồn lắm. Tôi thông cáo hơn một ngày rồi bạn của tôi ơi. Xoay dịu. Quên con mẹ bố mới chết đi. Thế này. Như cái ông này là ông ấy lắp cái ngọn giáo Sojin cho con Nidalee là lắp lắp sai đồ đấy. Như thế là lắp sai đồ đấy. Kiếm BF. Kiếm BF. Mất hai cái kiếm BF. Hết cung gỗ rồi. Em win ngay ván đầu tiên. Chúc mừng bạn Carito nha. Đánh hay đấy. Người anh em đánh hay đấy. Nói không phải mê tín đâu nhưng mà đánh hay đấy. Cào tao. Cào tao. Mày điên à. Fiora quý tộc không lấy á? Không. Ván này tôi đâu có định đánh quý tộc. Những cái con tướng nó ra nó không hướng đến bộ quý tộc. Ván này thì tôi không thể trở thành một quý sơ tộc được rồi. Có vẻ như ván này tôi sẽ phải đánh một cái bộ khác. Tôi sẽ không làm được một quý sở tộc rồi. Không đánh quý sở tộc được. Game đầu top 4, game 2 top 1. Giỏi lắm Quang Alex. Welcome người anh em đến với cái trò chơi này nha. Welcome. Thử Aatrox đi, đang hot meta nhưng mà cái bộ Aatrox thì nó lại không hướng đến cái bộ mà tôi đang chơi bạn ơi. Anh em thấy hụt liên tục không? Thấy thằng cứt này đánh hụt liên tục không? Ú đập chết mẹ mày luôn này. Quý tộc với băng quốc được. Chơi được. Hai cái bộ đấy cũng có một chút là giao thoa với nhau, có một chút, có một chút.
cơ bản thì là chơi được. Nà thao. Thế này là nà thao ta. Cái đậu xanh lửa tao à? Hay như nào? Khá là đáng suy ngẫm nha. Đứng hình mất mấy giây. Đồ đe mày, đồ đe. Không có đồ thì how to chơi, how to chơi. Ôi, đéo có đồ thật. Hai khu, đứng hình mất mấy giây. Nhìn em là ăn đứt mấy cái tấm hình đang phây. Nhưng mà Draven thì đánh cái này thì lại không được. Draven mà đánh cái này thì nó không hợp đồ lắm. Draven là cứ phải đồ đam cơ, cứ phải là đồ đam cơ. Huyết kiếm vô cực kiếm cơ, cái này thì nó lại là tốc độ đánh. Nó có một cái gì đó rất gì và lầy lọa. Nói chung là nó cũng không chim ưng lắm. Hạt mưa rơi bùa vây ta tìm hiểu quay. Nhiều khả năng chưa chắc cả đánh Draven. Cho vào cho có. Tầm này cho vào cũng có tí đam. Ây ôi. Đấy thì mẹ Draven. 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 Đó. Con Draven của mình cũng mẹ rất gì và lại lòa. Cũng phải nói là rất gì và lại lòa. Bạn Lê giỏi ơi. Thì mẹ có cái gì đó nó something wrong. Nó rất chi là something wrong. Let's do this. Let's do it. Kiếm khách, thiếu một con kiếm khách nữa. Nó có một cái gì đó rất là something wrong. Wrong quá, quá wrong. Nếu mà đánh như thế này bán30 đồng. Thắng được 9 đồng. Fiora. Fiora. Gangplank là kiếm khách nhưng mà tôi không thích đánh con đấy. Con đấy thì cũng khỏe đấy nhưng mà con đấy nó hợp với Gunslinger hơn. Ây da. Ây da. Khó hiểu thế nhờ. Nhưng mà các bạn đánh thiếu thiện lành thế nhờ. Đập, đập, đập. Ôi. Cắt phép. Tôi bị nó silent. Thằng này có đồ silent. Nó đánh nó câm lặng. Bây giờ đi chợ sớm này, làm y hệt như cái lời bạn kia mách tôi nhá, bán máu rồi đi chợ sớm. Bố tiên sư nghe đã thấy nó thiếu thiện lành rồi nhưng mà thôi cứ làm theo thôi.
Mất rồi. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Quên mẹ đi. Ê, bố mày định lấy cái búa gỗ đến đây dừng khựng lại luôn. Ê! Em bán sâu quá gãy luôn. Nhiều khi bán máu cũng là một nghệ thuật. Nhấn mạnh nha, bán máu là một nghệ thuật. Và người bán máu nhiều khi cũng đéo phải là một nghệ sĩ các bạn ạ. Nhưng mà nói sao cho nó đúng bây giờ nhỉ? Cứ bán đi. Cứ bán nhiều, thua nhiều thì rồi sẽ rút được kinh nghiệm. Không phải quan tâm đâu, kệ mẹ, tôi nói thật, cứ bán đi. Bán nhiều thì mới giỏi được các bạn ạ. Cứ phải bán máu nhiều lên rồi mới giỏi được. Quan tâm gì? Lên cấp. Bán máu là HIV à? Ừ, đúng. Bán máu nó nhiều khi bị HIV đấy, nhưng mà thôi kệ. Đen thì chịu chứ biết làm sao. À thì mẹ lại giải giới, lại giải giái à? Giải giái, giải giái, giải giái. Em ơi, vào chơi thôi, server Việt có rồi em ơi. Đập. Đúng em. Thôi nha. Bán 40% máu nó bắt đầu thì nhức nách rồi đấy. Không, Draven đừng cầm cuồng đao. Nếu có thể thì Draven đừng cầm cuồng đao. Tất nhiên là cũng có tác dụng, có tác dụng. Nhấn mạnh là có tác dụng. Nhưng đừng cầm cuồng đao nếu có thể. Chấp nhận bán thêm đúng một tơn này nữa. Bán máu thêm đúng một tơn này nữa. Anh An đánh giá sao về bộ Pirate? Thì đúng rồi, cái bộ Pirate đâu có khỏe. Bộ Pirate không khỏe. Nó dành cho ông nào thích chơi chiến thuật Eco thôi. Tức là xác định cày losing streak, đánh theo kiểu là thua liên tiếp. Bán máu, ừ, thì dịch tiếng Việt là dành cho những bạn nào thích chơi kiểu bán máu, thế thôi. Chứ nó chả có gì hay ho cả. Nào, đánh người đá nào. Mẹ cái tơn này cũng là một tơn khăm chó. Ba con người đá này vừa lì vừa trâu. À đây là bọn chó à. Đây là bọn chó à. Ừ bọn chó này cũng khỏe. Bọn chó này vớ 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 là ngáo ngơ là thua bọn nói nhá. Đừng có đùa. Nhưng bọn này dễ dễ ra đồ này. Năm con này bây giờ mà nó ra cho mình 4 đồ là đẹp này. 5 đồ đẹp hơn nhưng mà thôi được rồi, không sao. Đó, đây này. Ui xôi ui. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Tuyệt vời luôn. Rồi thêm cái huyết kiếm nữa. Thêm cái huyết kiếm nữa là xong phim rồi đấy. Huyết kiếm hay là vô cực nhỉ? Rồi bây giờ up cấp. Up cấp xong một roll, roll chết mẹ luôn cũng được. Đó. Chính nó đấy. Đây đây đây, chính nó đấy. Đấy, chính quả rồi đấy. À, bây giờ thì xem có build thêm đồ cho con nào thì build, chứ còn tầm này là thành thành chính quả rồi đấy. Kiếm thêm cái kiếm BF nữa là bây giờ lút cán nữa rồi. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Thì mẹ tất cả giơ tay lên. Mọi lời nói của bọn anh sẽ được lưu lại và chống lại anh trước tòa. Thì mẹ đứng yên đấy. Bốn đồ thật mà. Tôi nói tôi lừa các bạn bao giờ không? Tôi chả bao giờ tôi lừa các bạn bao giờ cả. Cảm ơn Tiến đã tặng sao nha.
sao anh có nhiều tiền vậy á, thì nó là do cái chiến thuật chơi của tôi thôi, nó là tôi tích tiền đây này. Nó có 3 nguồn tiền chính này. Cái dòng trên cùng là thu nhập chính, tức là bạn có làm cái quần què gì thì qua mỗi một round nó đều sẽ cho bạn từng này tiền. Lợi tức là gì? Lợi tức chính là cứ 10 đồng thì các bạn sẽ để ra được 1 đồng sau một round. Thì bạn có 40 đồng thì tức là bạn sẽ được dư ra 4 đồng sau một round. Thì cái lợi tức này được thể hiện qua là 5 cái cục này. Cứ một lợi tức là một cục. 50 tiền là 5 cục. Tôi có 41 tiền là tôi có 4 cục. 40 tiền là 4 cục, 46 tiền là 4 cục. Cứ trên 40 là 4 cục, trên 30 là 3 cục. Thế thôi, trên 50 là 5 cục. Silent á, Silent bố mẹ á. Silent như nào? Như nào? Sao sao như nào? Như nào? Như nào? Như nào phải nói. Rồi Quang Duy chiến đi em ơi, người anh em ơi, chiến đi. Tầm này án ủng gì nữa, gặp là húp thôi. Tôi nhiều đồ đến cái mức mà tôi không biết vứt cho con nào ấy nè. Chắc là vứt đồ cho Kata, thì vứt đồ cho Kata. Chả cần mua nữa. Đồ này quá khỏe để đép rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Level 7. Ấy, ấn nhầm. Tí nữa vứt thêm mấy đồ giải giới cho vui, for fun. Just for fun, xong rồi vứt cho Garen đồ quỷ thư. Quỷ thư Mozilla. Bola. Ebola. Lộn vãi khoe rồi. Câu hỏi của bạn Mạc Thanh Bình tôi không biết đâu, tôi chịu vậy. Rời biết được. Huyết kiếm, nhưng mà chắc là cái kiếm BF kia mất rồi. Một thằng AFK ngon quá. Mở lông. Mất mẹ nó rồi. Nhiều đồ quá, không biết dùng cho con nào nữa. AFK này cũng được, nhiều khi cũng chả cần nó đánh, nó đứng nó che cho con này nó ném nó cũng được rồi. Bắt đầu có những sự khắm chó rồi. Hmm.
Tầm này tôi chả lắp đồ tôi cũng thắng mẹ nó rồi. Trăm đa một loạt bắn cơ à? Căng quá nhờ, căng quá nhờ. Lucian, Draven. Thì bạn lấy con gì bây giờ nhờ? Kiếm khách. Imperial. Thiếu một con đế chế nữa. Ra con đế chế tôi vứt mẹ con này đi, hoặc vứt một con hiệp sĩ đi là tôi có bộ 4 đế chế là mạnh lắm luôn ý. Đánh Draven tôi khuyên các bạn là nên đánh kèm 4 đế chế nhá. Đây này, tôi có 3 đế chế thôi này, gấp đôi sát thương cho tất cả các con đế chế này, ngon cực luôn. Cho thêm đồ nào, đó, 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 ui đây rồi, đồ đồ nó chan ra cả ra đất, sợ thế chứ lị. Thôi nhiều đồ này thì tiêu cái gì cho nó hết cái đống đồ này bây giờ. Mũ phù thủy, mũ phù thủy, mũ phù thủy, mũ phù thủy. Phù thủy. Đấy, dùng một lúc là hết ngay ấy mà, chẳng qua không thích dùng nên dùng là hết. Không quan trọng gì đâu, dùng là hết ngay ấy mà. Kata mà có đồ là xoay được mút phết đấy. Nhưng mà phải có 4 Imperial. Ô tôi chết con mẹ rồi, ném phải đúng cái thằng con giáp gai rồi. Ném con rồng đi em ơi, hút máu lên em ơi, hút máu lên. Nên mà nó giết mình rồi. Thằng này thằng nào raise. Thằng raise sắp chết rồi, 16 máu. Nó sắp chết rồi, không lo. Giọc đồ quá không ổn đó bạn ơi. Giọc đồ không khỏe đâu. Tin tôi, giọc đồ nó cũng phọt phẹt thôi. Nó cũng không phải là một cái gì đó quá vãi đái đâu. Đâu được con sờ quên nhỉ? Ái già, bây giờ kiếm được con sờ quên mới là vấn đề này. Ái già, combo đẹp đấy, kinh nhờ. Nala vào trước, Lulu búp, ghê 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 ghê, cũng là một cái sự cố gắng đấy. Mấy con lợn đất này được lắm, vã tao à, được được được. Cảm ơn sao của Long Nguyễn và Tuấn Vũ nha, thank you những người anh em. Tôi nghĩ là bạn Xuân Tài cài lại game đi, chứ vì mọi người chơi có làm sao đâu, mình bạn bị lỗi mà. Không em ơi, chơi thoải mái em ơi. Đéo, dừng lại bắt hành em mà sao? Lút đi thì lốt chứ không có hành. Vãi lờ. Thịt mà sao cái nguồn cảm hứng nào thế nhỉ? Hôm qua sẽ... Chắc là không... Nó không giấu là ghép được mà. Đéo gì mà căng thế. Im 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 im. Tao đang thiếu cái gì nhỉ? Mày là tao quên mẽ mà tao đang thiếu cái gì rồi. À tôi cần một con sờ quên.
Còn không thì cứ đồ cơ bản thôi nhỉ. Thôi. À, đồ cho kata thì cứ nước bọt mà chơi nhỉ. Rồi, cứ nước bọt mà chơi thôi. Kata thì chỉ cần xuất chiêu một lần thôi. Mặc dù kata 2 thì nó cũng yếu thôi, nhưng mà cứ xuất chiêu một lần mà kết hợp với phun bộ và đế chế là cũng xin phép là dùng có một từ thôi là vãi nòàn. Nhưng mà kiếm đâu ra anh Sở quên mới là khắm khắm lọ này. Anh Sở quên này cũng đồng đảnh lắm. Mẹ tiên sư nhà anh trốn kỹ thế từ nãy đến giờ. Xin một con thôi mà cũng khó ỉa vậy sao? Đây rồi. Đây rồi, người dừng ngược lối rồi. Tạm thời thay con này đã. Ok. Biết 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 biết. Ladies and gentlemen, Sở quên. Các bạn cứ hình dung là nó làm cho cả bốn con ở trong cái bộ đế chế này đều tăng đam. Thì các bạn cứ nhìn cái đam ném của con Raven này nó khỏe hơn nhiều. Mà nhấn mạnh nha, đây là Draven không có vô cực kiếm. Lúc nãy tôi cầm một con Draven có vô cực kiếm nhưng không full bộ đế chế là cũng 800. Nhưng tôi cầm full bộ đế chế, con Draven ném vẫn được 800. Nó lại là một cái gì đó các bạn ạ. Nó lại là rất gì và này nọ. Rất gì và này nọ. Nhìn em mà lại ăn đứt mấy tấm hình đăng phầy. Thế em mới chết chứ lệ. Hai hiệp sĩ thôi. Nhiều hiệp sĩ quá lại khó ỉa lắm. Dập bà cái ông assassin thì nhìn thấy cái ma vũ song kiếm mà thấy chán mẹ. Bây giờ còn chơi cái gì nữa. Thôi lên. Lên 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 lên. Vĩnh biệt. Rồi. Nhưng mà hai đế chế thì nó lại là ngẫu nhiên. Thế trong trường hợp mà tự dưng là cái đam kia nó sang cái con không phải là con Draven thì có phải là dở hơi không, đúng không? À, Võ Hoàng Thắng đánh với tôi à? Top 3 tôi anh. À, ok, bạn Võ Hoàng Thắng. Bạn thử chat một cái gì đó thử xem nào bạn Võ Hoàng Thắng. Tôi nói nhiều tôi đau cổ quá. Yasuo á. Yasuo nó là cái bộ này này. Đấy. Thì bạn cứ hình dung là bạn build gần như giống tôi thì là đánh Yasuo này. Đậu mé nhạt, nó lại là nhạt nhẽo. Đây là ván thắng thông thứ tư và đây cũng là ván thứ tư. Toàn thắng thì nó không nó toát lên được cái vẻ hãm hồn của anh. Ôi 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 ôi, ra phản như nào như nào, con rồng mày phun đi. Bố mày cắt lưỡi mày luôn đi, dăm ba con rồng rách này. Tao cho mày phun từ giờ đến sáng mai mày. Tao đố mày. Ơ à, không. Ê ghê 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 ghê. Ray Gao à. Thì đéo là người bạn Ray Gao này sống lâu thế nhờ. Đây rồi. Rồi thì bạn ghê bạn ghê bạn ghê. Tớ kém tớ kém. Đang định gáy tí mà bị nó vả vào mồm mà cày thế. Nó có cái đéo gì nhở? Nó có cái gì làm choáng tôi à? Có đấy tôi có bị là cái gì làm choáng đâu ta? Mỗi con cà thớt với cả mỗi con đấy. Mỗi con đấy thì trong chiêu của nó làm gì có CC. Đỡ heo giạt. Bố này chơi assassin kiểu nửa mùa ạ. Tầm
ba cái thằng assassin Jack này. Ơ bộ la của ai đây? À của mình. Nhìn cái bộ la sợ thế. Thấy chưa? Lướt nhiều chết. Ui ui. À đúng rồi. Nếu mà gặp rồng thì phải xếp check sang bên kia, nói chung mà xếp đối nó thì an toàn hơn. Không phải chia hai. Con rồng đứng ở đây nó sẽ không thổi được chiêu đến một cái thằng đứng tận bên này. À. Nhưng mà nên xếp muộn một chút, xếp sớm nó phát hiện nó xếp lại, hiểu không? Kệ mẹ nó xem chim chim ta delay cơ mà chứ không phải chim tao lúc nào cũng mẹ hở ra cho nó xem đâu. Một con rồng đứng từ này không bao giờ bắn trúng vào cái con đứng từ bên này. À, vì đây nó xếp lại đây đấy không? Đi, không nó cũng xem, thằng này biết chơi. Kệ mẹ, xếp làm cái đéo gì. Nhanh cho nó vuông. Ta bảo nó xếp cũng chả giải quyết cái gì cả. Dăm ba cái thằng càng xếp càng chết. Gặp tao chỉ cứ nằm im thì tao đánh nhẹ. Nằm im thì tao còn tét nhẹ vào đít chứ còn cứ thích mà dãy dụa là mẹ tao xiên ra vào cuống họng ngay. Một thằng kia xin thua luôn. À không phải, nó đánh với thằng kia nó thua. Nó đánh với thằng kia nó thua. Người ta gọi đây là không chiến tự nhiên thành. À! À, hóa ra người anh em thiện lành kia. Cái người anh em thiện lành lúc nãy bảo anh ơi em vào top 3 rồi. Sorry người anh em nhá. Ok, sorry người anh em, tôi đang gáy, tôi không có ý gì là bất kính hay là mất lịch sự. Sorry người anh em này, chẳng qua là nhưng mà tôi hơi gáy một chút, sorry người anh em. Chẳng qua là trong trận đấu thì khi mà kiểu đối thủ của nhau thì mình căng lên một tí thì chơi nó sẽ vui hơn. Má, ông chơi thế là xấu nhá, ông chơi thế là không đẹp nhá. Ông biết tôi live stream xong ông đá stream tôi xong ông xếp đội hình nhá, ông chơi thế là không vui. Mẹ tôi đánh giá viewer như thế là không thiện lành. Ông chơi thế là không thiện lành. Mẹ viewer xem mà lại đi đá stream để xếp đội hình counter, không đánh giá cao. Tôi không đánh giá cao ông một tí nào hết. Thật sự mà nói là rất buồn.